Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cũng đẹp trai, hình nó không có bị lừa tình. Có nhiều chuyện quá, thôi cưới đi cho khỏi nổi nữa. Cưới về xong cái mình đổ vỡ hình tượng luôn. Và xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, bây giờ đầu tiên là phải khen cô dâu đã. Vì là hôm nay em mặc một cái bộ áo cưới quá đẹp, quá gợi cảm luôn. Chú rể em có thấy vậy không? Dạ có ạ. Hai em giới thiệu cho mình đi. Em tên là Trang, 26 tuổi, là nhân viên PR. Em là người gì? Dạ em là người Huế. Dạ. Còn em? Dạ em tên là Thịnh, hiện đang là nhân viên của một công ty truyền thông, 28 tuổi. Một người làm PR, còn một người làm truyền thông thì chắc có lẽ là gặp nhau trong một sự kiện nào đó rồi quen nhau đúng không? Dạ không, thực ra là hai đứa quen nhau là do mai mối. Là một mối quan hệ nó hơi lằng nhằng một chút xíu. Là chị giấu hụt người yêu cũ của em, là đồng nghiệp cũ của anh này. Chị đó gửi hình qua cho em. Lúc đầu thì nói là bé này đang buồn thì cứ làm quen với bé này đi. Cũng dễ thương lắm. Sau khi nhắn tin một hồi thì 3 ngày sau bắt đầu gặp nhau. Gặp nhau thì hẹn đi ăn trưa rồi. Có ngất ngay với vẻ đẹp với vẻ đẹp của chàng trai này không? Hồi đó ảnh không có cắt tóc ngắn như vậy đâu, lúc đó ảnh tóc dài, lạng tự lắm. Thì mới gặp thì cũng đẹp trai, nói chung là cũng đẹp trai, đeo kính đen nhìn cũng giống lạng tự lắm, thì thấy cũng hay hay. Còn em? Em thì ấn tượng đầu tiên thì khi mà nhìn thấy vợ ở ngoài thì có vẻ là hình nó không có bị lừa tình, là có vẻ là hình thật. Chân thật. Dạ, không có qua xử lý Photoshop. Em là cưa cẩm cô này trước đúng chưa? Dạ. Đến bao lâu thì mới đổ? Khoảng 3 ngày. Bao lâu chúng ta? 3 ngày thì bắt đầu là gặp nhau. Rồi bao lâu rồi cưới nhau? Dạ 3 tháng. Ghê chưa? Cũng lâu. Không biết là quý vị có thấy là khổ quyết định cưới như vậy là có sớm không ta? Có nhanh không? Mà nhanh như vậy thì chắc có lẽ là không biết là lý do gì. Dạ. Có khi nào bác sĩ kêu cưới không? Dạ thì nguyên nhân cưới của hai đứa thì nó cũng rất là đơn giản. Tại vì có người là nói xấu về vợ với em, rồi nói xấu về em với vợ. Đó là có người phá. Nội bà này là thôi chứ con rơi con rớt tùm lum các kiểu. Rồi quen bao nhiêu cô, rồi hết quen em chị, rồi tùm lum các kiểu đấy. Thế là xong cái một hồi em nghe em nói là thôi thì em mới nói với chị đó là thôi thì trước đây ai cũng có quá khứ hết á, em cũng trước đây cũng quen nhiều người mà, thôi nhưng mà quan trọng là hiện tại như thế nào. Thế là xong cũng nói tới nó luôn một hồi, cái xong em mới bực mình quá, xong cái ông xã mới kêu thôi nhiều chuyện quá, thôi cưỡi đi cho khỏi nổi nữa. Như vậy là tụi em yêu nhau nhanh nhưng mà vượt qua khó khăn cũng nhiều để đến với nhau đúng không? Dạ. Như vậy chắc là khi lấy nhau rồi là hiểu nhau nhiều và hạnh phúc nhiều đúng không? Lúc mà quen á thì em thấy ảnh là thứ nhất là rất là tỉ mỉ, thứ hai là rất là quan tâm, rồi cũng biết suy nghĩ. Cưới về xong cái mình đổ vỡ hình tượng luôn. Vừa vô tâm, vừa ham chơi, vừa trẻ con. Bây giờ hai con em được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 6 tháng rồi. 6 tháng rồi? Dạ. Thì là hai vợ chồng có gây gổ nhau? Dạ có gây hoài luôn á. Giờ có đang gây không? Dạ vẫn đang gây. Sáng nay mới gây xong luôn. Trời ơi. Gây hoài vậy đó hả? Dạ. Anh muốn hỏi gây nhà chuyện gì? Có phải là gây vì chuyện tham gia chương trình này không? Dạ 5 giờ sáng thì vợ kêu dậy để chở vợ đi trang điểm. Mà trong khi quay thì tới trưa mới quay, nhưng mà sáng thì đi sớm quá, mà nhà chìa khóa nhà thì em không có giữ, chìa khóa thì do ba mẹ giữ, mà lúc đó xuống thì ba mẹ còn đang ngủ, thế là không có dám gọi, mới nói thôi để đi chút, chừng nào ba mẹ dậy rồi anh chở em đi sau, nếu mà chỗ này không được thì trang điểm chỗ khác cũng được. Thế là giận em rồi bỏ lên lầu rồi không nói chuyện với em. Mà vậy thôi mà gây lộn đó hả? Ừ. Hai chồng làm quề trước đi rồi hả, hồi phân giải chuyện tiếp theo. Okay. Không, tại vì là xích mít nhiều chuyện từ trước nên càng không. Chuyện hồi sáng có làm em bực bội thêm nữa. Chị đương nói cái việc hồi sáng, đó. Chị đương nói mình dứt dạc cho việc hồi sáng, giống như có một cái mục mà mục bọc á. Được cái này nặng trước đi. Nặng rồi hồi á, mười mấy hai chục cái sau tính tiếp. Dạ. Đúng không? Ok. Dạ. Thấy chưa? Đó, thấy không? Hồi nãy em cứ nói là em thực ra là có nhiều cái chuyện bực bội trước đây nữa. Tức là trước đây cũng đã gây gổ nhiều chuyện rồi đúng không? Dạ, nói chung là gây nhiều lắm ạ. Khi hai vợ chồng tiến với nhau, đến với nhau thì cái khoảng thời gian nó hơi nhanh, nên là chưa có tìm hiểu kỹ. Nên là khi mà về chung sống thì nó có những cái xích mích, cứ 5-3 bữa mà đôi khi cứ cãi nhau hoài. Thật sự em cũng... Chị hỏi em nha, chị hỏi Thịnh nha. Dạ. Cô nó hơi thiếu tế nhị một chút. Có khi nào em bực mà em đánh vợ em chưa? Dạ, thật sự ra là có. Trong mấy trường lần? Hợp nào? 3 lần. Mà thường là trong trường hợp nào? Lần đầu tiên thì là khi mà em đi du lịch với công ty á,
thì có chụp hình với lại mấy đồng nghiệp trong công ty á, thì mọi người hay chụp hình rồi gần đó. Nhau rồi này nọ thì lúc đánh đó, là vì ghen, vì vợ em ghen thì, đúng không? Dạ, lần đầu tiên thì là vợ ghen, là vợ ghen. Nhưng mà khi mà giải thích thì không được, thì bắt đầu là tính em á, mà khi em bực á thì em sẽ không cãi, em sẽ đi ra ngoài, đi đâu đó để em giải tỏa tâm lý em, xong rồi khi đó về em mới giải quyết công việc, chứ em không giải quyết khi lúc em đang nóng. Nhưng mà khi mà em đang nóng thì vợ cứ đứng mà cãi với em thì là em không kiểm soát được cái bản cái nóng. Chị hỏi tiếp nè, rồi cái lần thứ nhì đánh là lý do gì? Lần thứ nhì thì là trong cái mâu thuẫn mà về nuôi bé nhỏ, bé con về, em về nuôi bé. Rồi lần thứ ba, hai vợ chồng cãi nhau bình thường, một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, rồi xong rồi giống như là những cái mà chất chứa lâu quá trong đó bắt đầu hai vợ chồng bùng phát lên, rồi cái dẫn đến lần thứ ba. Ừ, là đó là một cái lý do mà mơ hồ đúng không? Dạ. Bây giờ chị hỏi nè, cái cảm giác của em sau khi mà chồng em đánh em ra là sao? Thất vọng, khi đó là em muốn hủy hôn luôn. Rồi cái lần đánh thứ nhì, sao cái cảm giác của em sao? Lần đánh thứ nhì thì bắt đầu lúc đầu là giống như tin tưởng 10 phần, sau đánh lần 1 còn 8 phần, tới đánh lần 2 còn được 3 phần. Rồi lần 3? Lần 3 chứ còn phần. Không còn cái gì luôn. Bản thân em đã viết đơn ly hôn rồi, em cũng đã kỹ rồi, và chỉ còn là xác định là đưa cho anh thôi. Nhưng mà tính em thì em hay nghĩ lại, em cũng suy nghĩ là vì con em là con quá nhỏ, rồi ba mẹ cũng đã đổ vỡ rồi, rồi em cũng hy vọng là không tốt với mình thì thôi tốt với con mình cũng được. Thì đó là cái suy nghĩ của em mà để vẫn còn sống cho tới bây giờ. Thường ngày hôm nay tụi em nghĩ sao mà tụi em lại tham dự chương trình này? Thực khi mà cái đơn ly hôn đã viết rồi, đã ký rồi. Em cũng biết là cái mà khúc mắc giữa em và anh đó là do hai người chưa thực sự mở lòng ra để mà nói thẳng được hết tất cả mọi chuyện. Thôi thì xem như đây là một cái cơ hội để mình có thể nói hết tất cả những cái khúc mắc của mình, để nếu như mà thực sự có thể hiểu để mà giải quyết được thì coi như đó vẫn còn một cái gì đó là hy vọng cuộc hôn nhân của mình. Còn nếu như mà sau khi mà đã nói hết rồi mà vẫn không giải quyết được thì xem như là tới đó là hết rồi. Ừ. Thế còn Thịnh, hôm nay em đến với chương trình này thì em muốn nói gì với vợ? Thì em muốn là vợ nói nhiều hơn về cái suy nghĩ của mình, tại vì thật sự ra khoảng thời gian lâu rồi hai vợ chồng em không có thời gian mà để ngồi mà để thật sự nói chuyện trao đổi với không nhau. Không có thời gian không, là do không, công việc hay là không do... phải là do công việc, nó là do chiến tranh lạnh, nên là chưa có quan hệ, chưa có được mở ra. Nên là em muốn thông qua chương trình này thì để cho vợ có một cơ hội để trình bày, giải bày cái nỗi lòng của mình nhiều hơn, và bản thân em cũng sẽ lắng nghe nhiều hơn. Nên là thông qua chương trình này em muốn là hai vợ chồng sẽ giải quyết được những cái mâu thuẫn trước đây cũng như là bây giờ, để cái cuộc sống tương lai nó tốt hơn. Em có muốn ly dị không? Thật sự là không muốn. Em không muốn đúng không? Dạ. Chị cũng cảm nhận là em không hề muốn điều đó. Còn em á, mặc dù em viết đơn đó nhưng mà em cũng muốn cái điều đó không xảy ra, nhưng không phải vì cho em mà muốn vì cho con em. Dạ đúng rồi. Chị thấy vậy nè em, Thịnh, bây giờ cái người quyết định á là em chứ không phải vợ em đâu. Tại vì như vậy nè Thịnh, chị là phụ nữ, chị hiểu được cái tâm trạng của một người phụ nữ khi mà bị chồng đánh á, đúng là tình yêu không còn. Mà hơn nữa lại đây là trong vòng thời gian có 6 tháng sau sinh rồi. Cái người phụ nữ á, thời gian mang bầu thay đổi tính cách, thay đổi về tất cả mọi chuyện. Bởi vì sao? Cái sinh lý nó thay đổi đúng không? Nhưng khi sanh rồi á, cái tâm sinh lý nó còn thay đổi dữ hơn nữa. Bởi vì người ta mới nói có cái chuyện hậu sản đó Thịnh. Yeah. Đó, cho nên rằng trong 6 tháng đó mà vợ em chịu đựng nhiều những cái cảm xúc và nhiều những cái mà ức chế như vậy á, vợ em vượt qua được là vợ em quá hay. Chứ chị là dở hơn em nhiều. Thế thì chị nói với em, khi mà em đã bước chân đến đây thì chị nghĩ rằng em cứ nói hết những cái gì với chồng em, đừng là chiến tranh lạnh nữa. Chị nghĩ rằng là em không muốn làm điều đó đâu. Em ức quá, em không chịu nổi áp lực đó nữa thì em phải làm điều đó thôi. Nhưng mà trong sâu thẳm của em không muốn điều đó, mà chị cũng không hề muốn điều đó, cũng giống như chồng em cũng không hề muốn điều đó. Chồng em chỉ bị một cái duy nhất là nóng tính quá, không kềm hãm được cái nóng tính của mình. Nhưng cái dở của em là như vậy, em không biết cách kềm chồng em. Chị nói em nghe, ở đây đều là hai đứa có lỗi hết trơn á, không có đổ thừa cho một trong hai đứa được. Tụi em muốn xây dựng gia đình là không phải một đơn phương một người được. Chồng chị là một người nóng tính khủng khiếp, trước chị á là anh không có kềm được bất cứ với một người nào hết trơn. Nhưng chị kềm được cái chuyện anh không đánh chị. Thì bây giờ em có thể sửa được chồng em cái điều đó. Tại vì nãy giờ tiếp xúc với tụi em, chị cảm nhận được điều nó như thế này. Ngoài cái chuyện chồng em nóng tính ra, chồng em rất thương em, thương lắm. Chồng em mong em là hãy cởi mở, hãy nói, đừng có... Mà chồng em rất sợ cái chuyện mà cái hoàn cảnh tụi em bây giờ, chồng em rất sợ.
chồng em đang rất sợ cái điều đó. Em mình dung không? Em phải nói, em nói cho chồng em hiểu. Và em đã biết tánh chồng em nóng như vậy thì lần sau á, mình né tất cả những cái điều đó đi. Bởi vì sao em biết không? Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đây mình tránh chồng mình mà có tránh ai đâu, đúng không? Mình vừa giữ được cho mình, vừa giữ được cho chồng mình, vừa giữ được cho cái máy ấm của mình. Đã biết bao nhiêu lần chị phải làm điều đó, có nghĩa là chị né để mà độ cuối cùng chị được hết chứ chị có mất gì đâu. Và chị rất mong muốn là sau đây á, em hãy làm cái điều đó thử đi, đừng có chiến tranh lạnh với chồng nữa và chịu khó tìm hiểu chồng em hơn nữa. Em thử đi, em tìm hiểu chồng em. Còn em, tình yêu em dành cho vợ chưa đủ, em phải thương vợ em nữa, thương giống như em thương con em vậy đó. Thì tụi em sẽ có một cuộc sống khác. Trời, vợ em nó quá đẹp mà. Nó chỉ bị vậy là nó khi nó nói á, nhiều khi nó bực, nó nói khó nghe quá, làm em bực mình á. Thực ra là do cái bản tính công việc của em nữa. Chúng em cũng đã làm về trưởng phòng rồi gì rồi, thành ra giống như cái cách em quen với nhân viên của em rồi. Giải quyết vấn đề là giải quyết dứt điểm tại chỗ, không có chuyện mà nói xong rồi ừ ừ vậy đi, xong rồi cái là sao. Tính em không phải như vậy. Một thì... phần là có lẽ do ảnh hưởng công việc đó, của em. Thì chị mới nói là cái cách cầm cương, em hiểu không? Dạ. Cuối cùng em được hết chứ em không mất cái gì. Chị đảm bảo với em, chị cũng quản lý cả bao nhiêu con người, em biết rồi đó, đúng không? Nhưng mà khi về nhà mình là vợ, mình không là ai khác ngoài là vợ, chứ không có là một cái người nào khác hết trơn. Thì khi chồng mình bực lên, em là vợ, em phải nhịn anh thôi, đúng không nè? Nhưng ở một cái lúc chỗ nào đó, một nơi nào đó, một cái thời điểm nào đó, anh phải là người năn nỉ em. Thì bây giờ chị tha thiết mong em một thời gian nữa em thử thay đổi cái cách em cải thiện chồng em đi. Em thay đổi đi, coi là ra làm sao. Chứ bây giờ cái chuyện tụi em ly dị nhau dễ quá mà, có gì đâu khó. Rồi bên này ký rồi. Đúng không em? Nhưng mà cái hậu quả tới sẽ là gì? Đó, em cứ nghĩ đi, con em mới 6 tháng thôi. Rồi, quyết định vậy đi nha. Oh yeah cái đi. Oh yeah. Đứng lên ôm nhau cái đi. Đó. Đó. Nói câu gì đi rồi. Anh muốn nhân chương trình này, anh gửi đến lời xin lỗi đến em vì những hành động mang tính chất bạo lực của anh. Nên là em hãy bỏ qua cho anh và hy vọng là em sẽ tiếp tục cùng anh đi đến hết con đường này. Đúng rồi. Tại vì chúng ta là con em chúng ta. Rồi khoan. Hay quá. Tôi đề nghị máy chưa. Đề nghị máy quay cận vô mặt ông chú rể này và hứa một cái gì đó với vợ. Thì tham gia chương trình này thì em xin hứa với vợ cũng như là với chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể quý khán giả, anh hứa là anh sẽ không đánh em nữa, không dùng bạo lực đối với em nữa. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, rồi. Khoảng một tháng sau thì em với vợ em yêu nhau. Về nhà chồng em ít nói lắm, áo quần của em là 7-8 năm rồi vẫn y như mới.